quá trời. Hello cả nhà, hôm nay mình đi câu cá cả nhà. Đi thử dừng mai coi như thế nào cả nhà. Ở đây câu người ta câu đông lắm cả nhà. Đây nè. Đó. Mọi người thấy không? Đây người ta đi câu đông lắm nè. Quá chừng đông như kiến luôn. Cảnh sông nè. Đây cần của mình đây. Mình khoảng 3 cần, 1 cần máy và 2 cần tay. 2 cần tay mình để ở đây. Tình hình là nãy giờ chưa có cá nha cả nhà. Đó. Hai cần tay mình đó. Đây một cần nữa nè. Đây. Tình hình nãy giờ là chưa có cá, chưa có thấy con cá nào ăn hết. Cá đớp móng rồi cả nhà. Đó. Cá đớp móng nhiều lắm mà không thấy cá ăn. Đó, đây nè. Cảnh sông quá đẹp. Quá thơ mộng cả nhà ơi. À, đây cả nhà đó, nãy giờ câu được có 2 con cá nè, cá chục ép, 2 móng tay, 2 ngón tay cả nhà, 2 ngón tay hơn chút xíu nè, 2 con, con này bự bự hơn được xíu đó. Câu được 2 con, thành quả của 2 cha con mình nguyên buổi chiều hôm nay cả nhà. Kệ có ăn hơn không nha cả nhà, giờ tối rồi tranh thủ về cả nhà ơi. Tình hình nãy giờ câu được có 2 con cá cả nhà ơi, giờ trời tối rồi, giờ phải về cả nhà ơi. Rồi đây nè, thấy không cả nhà, thấy không, giờ tối rồi đó, người ta đi câu người ta cũng về hết rồi, nhắn que bên kia còn được mấy đó, bên đó bên sau đó còn mấy người mà mình cũng về cả nhà, chứ ở đây mũi dữ lắm. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà nha, bye bye.